Ừ. Ba đâu? Ba mất rồi. Sao mất? Nhưng Covid á. Cậu bé làm nghề rồng phun lửa trên phố Bùi Viện, hồn nhiên tới đau lòng. Ba con mất rồi, dính Covid á. Chị Vương Thị Mỹ Lộc, 26 tuổi ngụ tại quận 4. Đoạn clip khiến Sài Gòn đã không khỏi xót xa khi nghe đến câu chuyện của cậu bé 11 tuổi làm nghề rồng phun lửa. Ba con đâu? Ba con mất rồi. Sao mất? Dính Covid á. Rồi lúc đó con ở đâu? Lúc đó con mướn phòng. Con bị bà chủ nhà đuổi ra, tại con không có tiền. Câu trả lời với ánh mắt hồn nhiên của cậu bé khiến chị Lộc dường như phút chốc chết lặng, sống trong cái khổ phải bươn trải từ khi còn bé đã làm em trưởng thành, giản dị trong từng câu nói cử chỉ. Chị Lộc chuyện trò thêm mới biết, cậu nhóc hiện đang sống với người cậu, không nhà cửa, không nơi ăn chốn ngủ, mẹ bé đẻ 6 người con, nuôi không nổi nên phải để em ở với cậu. Em trước đi phun lửa trên phố, một tháng kiếm được 1 triệu, dành dụm để đưa lại cho cậu một ít, đưa lại mẹ mua sữa cho các em. Thấy bé hay đi bán trong khu, tưởng nó cầm túi chơi, ăn cơ, ai ngờ nó mang đi bán, mà cái bịch bé xíu bán cả túi được 30k. Mình có gọi vào và cho em ít sữa, gạo, hỏi nhà có chỗ nấu không. Em bảo em sẽ đi nhờ người ta, bắt hộ nồi cơm rồi ăn với nước tương. Cuộc sống thật nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy hãy trân trọng những gì bạn đang có. Còn bạn, bạn nghĩ sao về đoạn clip trên?